Làm thế nào để mà tăng thêm cái tài lộc tại cửa hàng? Trước hết là phải giữ cho là cái chữ sạch sẽ. Có thể sử dụng một số các cái vật phẩm phong thủy, lực chiêu tài của nó rất là mạnh, cần phải được kích hoạt cái tài tinh số 2 của cái cửa hàng của anh chị lên. Muốn tăng cái tài lộc cửa hàng hay là muốn tăng cái tài lộc tại đó ấy, trước hết là phải giữ cho là cái chữ sạch sẽ thì nó mới đem lại được cái cát khí, đem lại được cái sự tốt lành cho cửa hàng, cửa hiệu hay là cái nhà hàng của anh chị. Có thể sử dụng một số các cái vật phẩm phong thủy mang tính chất đặc trưng về cái việc mà chiêu tài. Thì trong nhóm chiêu tài đối với cửa hàng người ta hay dùng cái gì? Ví dụ người ta có thể sử dụng ví dụ như tỳ hưu, đúng không ạ? Tỳ hưu thì mức chiêu tài rất là mạnh. Nhưng mà tuy nhiên là những cái gì mà những ngành hàng nào mà nó cần cái việc giống như là lộc tự nhiên lai thì dùng tỳ hưu rất là ok. Ngoài ra thì có một cái linh vật thứ hai anh chị ít khi mà sử dụng, anh chị ít để ý thấy nhưng mà lực chiêu tài rất là mạnh, đó là sử dụng hưu. Hưu hay còn gọi là lộc thần, là cái lực chiêu tài của nó rất là mạnh và nó đem lại cái tài lộc và nhanh chóng là nó kích hoạt cái việc buôn bán kinh doanh thuận lợi của cửa hàng ngay lập tức. Những cặp chiêu tài tốt nữa, người ta có thể ngoài hưu ra người ta có thể sử dụng cặp voi. Tuy nhiên là khi đối với một cái nhà hàng lớn thì người ta mới sử dụng voi. Những cái nơi nào mà thủy kiệt hoặc là nó quá cách xa ngã ba ngã tư, hoặc là những cái nơi nào mà ít khí thì chúng ta sử dụng voi để chúng ta thông thủy. Ngoài ra thì những cái vật phẩm được gắn trong cái cửa hàng thì người ta có thể sử dụng đồng tiền hoa mai. Nó chiêu quý nhân, chiêu tài lộc và nó tăng thêm cả tuổi, tức là sức khỏe, rồi nó tăng thêm sự hòa hợp. Cái đồng tiền hoa mai đó nó có tác dụng rất là mạnh trong cái việc mà chúng ta chiêu tăng hay chiêu thu cái tài lộc cho cái cửa hàng. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng thêm một cái hoa mai chiêu tài hồng ngọc. Cái hoa mai chiêu tài hồng ngọc bởi vì là khi mà cái đồng tiền ngũ phúc hay đồng tiền hoa mai nó có tác dụng rất lớn trong cái việc chiêu tài, cho nên ra là nếu cái đồng tiền này mà được kích khí và làm động thì nó khí nó còn tăng lên được gấp bội. Hôm nay tôi cũng chia sẻ với chị một cái sản phẩm nữa cũng rất là hay mà tôi đặc biệt rất hay dùng trong những cái cửa hàng như quán cà phê này, hay là quán gội đầu cắt tóc này, hay là nail hay spa này. Đó là người ta sử dụng một cái đồng hồ gọi là đồng hồ mẫu đơn, hay còn gọi là đồng hồ hoa mẫu đơn. Thông thường thì chúng tôi hay sử dụng cái đồng hồ này để chúng tôi kích hoạt đào hoa. Tuy nhiên đối với cửa hàng cửa hiệu thì cái tác dụng của nó lại đặc biệt khác, vì rằng là trong cửa hàng cửa hiệu thì là cái đào hoa là cái tài tinh thứ hai, nhớ nhé, là đào hoa nó là cái tài tinh thứ hai của vận mệnh, cần phải được kích hoạt cái tài tinh số 2 của cái cửa hàng của anh chị lên. Tại vị trí tài tinh số 2 này, nếu anh chị muốn tăng cường mạnh lên nữa thì chúng ta có thể sử dụng một cái sâu tiền ngũ phúc hoa mai để treo dưới cái đồng hồ đó. Anh chị có thể tăng cường cái may mắn cho cái cửa hàng của mình. Nếu chúng ta có cái không gian rộng thì chúng ta nên để vào đó một cái chậu hoa, hay để vào đấy một cái chậu cây tươi, nhớ là hoa tươi nhé, hay là cây ra hoa, mà cây ra hoa màu đỏ thì càng tốt. Thì chúng ta đặt vào cái phương vị mà bên dưới cái đồng hồ đó thì nó sẽ tăng thêm cái tài lộc và tăng thêm cái may mắn rất là nhiều, để mà gia tăng thêm cái phúc khí và gia tăng thêm cái tài lộc cho anh chị. Để mà tránh cái việc thị phi cãi cọ, hay là để tránh cái xung đột của cái khách hàng hoặc là những cái mâu thuẫn khách hàng, thì người ta hay sử dụng cái gương gọi là gương thập nhị địa chi, người ta gắn ở phần phía trước cửa hàng của nhà mình để mà hóa giải thị phi và nghênh thần, nghênh quý thần để tiếp tài. Thì đấy là những cái biện pháp phong thủy hết sức là đơn giản và đem lại hiệu quả bất ngờ khi mà anh chị sử dụng cái sản phẩm đó. Những cái phần mà tôi đã chia sẻ ở đây, nó là một trong những cái phần rất là căn bản, rất là dễ thực hiện và đem lại hiệu quả rất là cao, và chúng tôi đã áp dụng cái việc này cho đến hàng ngàn các khách hàng của phong thủy Nhâm Nguyên và đem lại những cái điều kết quả rất là tuyệt vời. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.